Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế tối ngày hôm nay. Và sau đây là bản tin chi tiết. Biển Đông nóng hơn bao giờ hết. Hải quân Anh tăng cường hiện diện tại vùng biển châu Á, đối mặt trực tiếp với Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng. Trung Quốc bốn bên toàn là kẻ thù. Những hành động này sẽ còn gia tăng hơn nữa nếu Bắc Kinh tiếp tục đi ngược lại phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế. Trong khi đó, tập đoàn Lockheed Martin thông báo lô cốt hỏa lực trên không AC-130G của Mỹ sẽ được nâng cấp thêm pháo laser. Điều này sẽ giúp lô cốt bay trở nên khó đánh chặn hơn bao giờ hết và vẫn sẽ là hung thần của Mỹ đối với mọi đối thủ của Mỹ trong tương lai. Còn về phía Nga, để tăng khả năng đối phó với UAV và những mục tiêu cỡ nhỏ, Moscow lựa chọn phát triển tên lửa giá rẻ mà có thể diệt mọi UAV của đối phương. Một sự kiện đáng chú ý khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thề sẽ xây dựng một quân đội bất khả chiến bại đối đầu với Mỹ trước tình hình căng thẳng mà Triều Tiên cáo buộc Washington đang tạo ra trên bán đảo Triều Tiên. Hải quân Anh tăng cường hiện diện tại vùng biển châu Á, đối mặt trực tiếp với Trung Quốc. Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh đã dừng chân tại Singapore vào hôm thứ Hai, một phần trong động thái khẳng định vị thế của mình trên toàn cầu và tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gia tăng. HMS Queen Elizabeth đã dẫn đầu một nhóm tấn công tàu sân bay của Anh trong cuộc tập trận với quân đội Singapore vào cuối tuần, bao gồm diễn tập hải quân và huấn luyện chiến đấu mô phỏng với máy bay chiến đấu tàng hình F-35B và máy bay phản lực F-16. Anh có kế hoạch triển khai vĩnh viễn hai tàu chiến ở vùng biển châu Á, nơi Mỹ và các đồng minh phương Tây đang cố gắng ngăn chặn hoạt động quân sự hóa và xây dựng đảo trái phép ở Trung Quốc, ở những vùng biển quan trọng đối với sự luân chuyển hàng nghìn tỷ đô la thương mại toàn cầu. Singapore là một trong hơn 40 quốc gia mà Hải quân Anh sẽ tương tác thông qua chuyến thăm hoặc tập trận trong quá trình triển khai toàn cầu, theo một tuyên bố của chính phủ Anh. Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth đã công du Nhật Bản vào tháng trước để đánh dấu sự bắt đầu của sự hiện diện quân sự thường trực, diễn ra khi Hoa Kỳ, Anh và Úc đồng ý một hiệp ước phòng thủ chung ba bên, AUKUS. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã gây tranh cãi khi triển khai các tàu tuần duyên trên khắp Biển Đông và xây dựng các đảo nhân tạo với hệ thống tên lửa để khẳng định các tuyên bố lãnh thổ rộng lớn mà phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế đã tuyên bố là vô hiệu. Đầu tháng này, Trung Quốc đã thực hiện cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay với lực lượng không quân của họ vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Lô cốt hỏa lực trên không của Mỹ nâng cấp thêm pháo laser. Theo thông tin được tập đoàn Lockheed Martin đăng tải ngày 7 tháng 10, cường kích AC-130G, vận tải cơ chiến lược được mệnh danh là lô cốt bay của không quân Mỹ, sẽ được trang bị vũ khí laser AHL để thử nghiệm vào năm sau. Lockheed Martin ngày 7 tháng 10 đã thông báo bàn giao cho không quân Mỹ tổ hợp laser năng lượng cao hàng không với cấu hình tương thích với cường kích AC-130G. Tổ hợp này sau đó sẽ được tích hợp với hệ thống điều khiển trùm tia, tham gia thử nghiệm trên mặt đất trước khi được lắp lên vận tải cơ khổng lồ AC-130. Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt Mỹ cho biết, hoạt động thử nghiệm máy bay vận tải AC-130 gắn thêm pháo laser AHL sẽ bắt đầu từ tháng này. SOCOM đã nhiều lần cho biết AHL sẽ có công suất khoảng 60 kW, cùng lớp với vũ khí laser Helios được Lockheed Martin cung cấp cho Hải quân Mỹ. Trong thông cáo hồi tháng 1 năm 2019, Lockheed Martin đã thông báo đang triển khai chương trình tích hợp, thử nghiệm và trình diễn pháo laser mới trên cường kích AC-130G. Acuilite Corporation thuộc Lockheed Martin hồi tháng 7 cho biết đã nhận hợp đồng trị giá 12 triệu USD từ Trung tâm Tác chiến trên biển của Hải quân Mỹ cho dịch vụ kỹ thuật tích hợp, thử nghiệm và trình diễn AHL. Về AC-130, đây là một máy bay vận tải chiến lược hạng nặng của không quân Mỹ. Phiên bản cường kích của loại máy bay này có biệt danh lô cốt bay bởi nó có thể mang theo rất nhiều loại vũ khí với trọng lượng cất cánh tối đa đến gần 80.000 kg. Các loại vũ khí trên phiên bản cường kích AC-130G bao gồm pháo 105mm, pháo GAU 230-30mm, tên lửa AGM 114 Hellfire và bom dẫn đường GBU 39B treo dưới cánh. AC-130G có thể sử dụng các loại vũ khí chính xác, kích thước nhỏ hơn như bom GBU 44B và GBU 39B cùng tên lửa AGM 176 Greenfin. Vận tải cơ chiến lược này được trang bị tới 4 động cơ phản lực cánh quạt Allison T-56A15 giúp nó đạt tốc độ tối đa vượt qua 600 km/h. Kích thước của lô cốt bay này cũng rất khổng lồ, chiều dài thân của nó là 34,37m, sải cánh tận 40,41m và chiều cao là 11,66m.
Với kích thước này, cường kích AC-130G có thể đem theo 13 phi hành đoàn để vận hành dàn vũ khí khổng lồ kể trên. Loại máy bay này được quân đội Mỹ sử dụng để hỗ trợ các đơn vị mặt đất, dẫn đường cho các máy bay chiến đấu khác và chống lại các đơn vị phòng không của đối phương với hệ thống vũ khí đầy uy lực của nó. Chiếc vận tải cơ chiến lược khổng lồ này cũng đã góp mặt trong rất nhiều mặt trận, bao gồm cả chiến tranh Việt Nam. Giá thành của những chiếc cường kích AC-130G là 115 triệu USD. Với việc trang bị thêm hệ thống vũ khí laser lần này, chiếc lô cốt bay này sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Cường kích AC-130G sẽ trở nên khó đánh chặn hơn bao giờ hết và vẫn sẽ là hung thần của Mỹ đối với mọi đối thủ của Mỹ trong tương lai. Nga có lựa chọn giá rẻ diệt mọi UAV. Để tăng khả năng đối phó với UAV và những mục tiêu cỡ nhỏ, Nga phát triển tên lửa Manpass mới có tầm bắn xa hơn và độ chính xác cao hơn. Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga dẫn lời Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec Bikhan Odov cho biết Nga bắt đầu phát triển dòng tên lửa Manpass tầm xa có tầm bắn tối đa đạt 6 km. Hiện công việc đang được thực hiện để tăng phạm vi Manpass của chúng tôi, vị giám đốc này cho biết. Cùng với đó, Phó trưởng phòng xuất khẩu của KBM Alexander Romanyuk tiết lộ rằng các nhà thiết kế cũng đang làm việc để tăng khả năng bắn trúng mục tiêu bằng Manpass trong nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu nhỏ như UAV, đạn pháo. KBM hiện đang sản xuất hai loại Manpass là Ikla-S và V3. Tổ hợp tiên tiến nhất hiện nay là tổ hợp V3 được thiết kế đặc biệt cho phép nó tấn công hiệu quả hầu hết các mục tiêu trong tầm bắn. Tầm bắn của V3 là 6 km, độ cao tiêu diệt mục tiêu là 3,5 km. Khi phát triển thành công, V3 cùng tên lửa mới sẽ tạo cặp Manpass nguy hiểm hàng đầu thế giới và giúp Nga có thêm lựa chọn giá rẻ để đối phó với sự nguy hiểm của máy bay không người lái. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ, những tên lửa Manpass sẽ được tích hợp lên xe chiến đấu Gipka-S và hạn chế trang bị cá nhân. Hiệu quả của việc tích hợp này đã được kiểm chứng trong cuộc diễn tập vừa qua của Nga với Gipka-S. Theo hình ảnh được công bố, Gipka-S khóa mục tiêu và bắn hạ UAV chỉ với một quả đạn khi đang di chuyển trên đường gồ ghề. Một thử nghiệm khác cho thấy xe chiến đấu phóng hai tên lửa cùng lúc để tăng khả năng tiêu diệt. Mỗi tổ hợp Gipka-S gồm một xe chỉ huy trang bị radar cảnh giới và 6 xe chiến đấu, tất cả đều sử dụng khung gầm xe Việt Dã Tiger. Xe chiến đấu được lắp bệ điều khiển từ xa, có thể gấp gọn với cảm biến quang, hồng ngoại và 4 ống phóng tên lửa Manpass V3. Ngoài ra, bệ phóng của Gipka-S còn có thể sử dụng cả Ikla-S. Mẫu tên lửa này sử dụng đầu dò quang học đa phổ gồm 3 cảm biến để thu nhận tín hiệu tia tử ngoại, cận hồng ngoại và giữa hồng ngoại, thay vì chỉ có 2 cảm biến như Ikla-S. Điều này khiến tên lửa V3 khó bị mồi đánh bẫy lừa và không thể bị laser làm mù đầu dò. Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 5 km và độ cao hơn 3 km. Đầu đạn nổ mảnh nặng 1,5 kg đủ sức tiêu diệt nhiều loại máy bay cỡ nhỏ, tên lửa hành trình và UAV. Quân đội Nga cho biết Gipka-S có thể hạ mục tiêu khi hành tiến với tốc độ 30 km/h. Đây là một trong những tính năng rất quan trọng cho phép hệ thống này đánh chặn mục tiêu trong hành tiến, bảo vệ các đoàn xe quân sự của Nga đang hành quân. Kim Jong-un thề xây dựng quân đội bất khả chiến bại, đối đầu với Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thề sẽ xây dựng một quân đội bất khả chiến bại khi đến xem một cuộc triển lãm hiếm hoi về các hệ thống vũ khí của Triều Tiên, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tạo ra căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo nguồn tin, ông Kim Jong-un nhấn mạnh, động lực xây dựng quân đội bất khả chiến bại của ông không nhắm vào Hàn Quốc và không nên để xảy ra một cuộc chiến tranh nào khác khiến người dân trên bán đảo Triều Tiên chống lại nhau. Ông Kim cũng đã có bài phát biểu tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng Tự vệ 2021. Sự kiện này giới thiệu một loạt vũ khí mới, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mà Triều Tiên đã phóng thử và trình làng trong cuộc diệt binh. Mỹ thường xuyên ra hiệu rằng họ không thù địch với nước chúng tôi, nhưng không có bằng chứng dựa trên hành động nào để khiến chúng tôi tin rằng họ không thù địch. Mỹ đang tiếp tục tạo ra căng thẳng trong khu vực bằng những phán đoán và hành động sai lầm của họ, ông Kim tuyên bố. Gọi Mỹ là nguồn gốc gây ra bất ổn trên bán đảo Triều Tiên, ông Kim cho biết mục tiêu quan trọng nhất của đất nước ông là sở hữu khả năng quân sự bất khả chiến bại mà không ai dám thách thức. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cáo buộc Hàn Quốc đạo đức giả vì nước này một mặt chỉ trích việc phát triển vũ khí của Triều Tiên là hành động khiêu khích, nhưng mặt khác lại mạnh tay chi bộn tiền để tăng cường khả năng quân sự của họ, bao gồm cả việc mua máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến của Mỹ. Nhưng ông Kim Jong-un vẫn nhấn mạnh quân đội của ông không nhắm vào Hàn Quốc. Tôi nói lại một lần nữa rằng Hàn Quốc không phải là đối tượng mà lực lượng quân đội của chúng tôi phải chống lại. Chắc chắn chúng tôi không tăng cường khả năng phòng thủ vì Hàn Quốc. Chúng tôi không nên lặp lại một lịch sử khủng khiếp về việc đồng bào sử dụng vũ khí chống lại nhau, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết giới chức tình báo nước này và Mỹ đang phân tích các vũ khí Triều Tiên trưng bày, nhưng không nêu chi tiết. Bộ Thống nhất Seoul cũng cho biết cuộc triển lãm vũ khí hôm thứ Hai là cuộc triển lãm đầu tiên thuộc loại hình này kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.